thiên ngàn dân văn tiên thánh thượng ngàn đông vương tần qua đi đi giáng đền chừng đây trên thượng ngàn. Trên đi ngàn gió quân sung cây, dưới khe cá nằm chim bay về nhà. Cánh khuya nguyệt nằm xa tàn đi. Thoái bán nguyệt nghỉ khoan trèo vào, gặp gành đôi thấp mà núi cao đi. Gành đồi thấp đi núi cao, trèo ra núi đỏ lúc đi vào ngàn say. Thương ngàn tôi thu anh linh ý. Xanh diềm da nhụy hồng
tốt tìm màu ra đi. Vốn dòng công chúa thiên thai ngàn quê ngàn đào ngàn
nước mây gió trắng xa lưng đờ đôi non mùa vai quầy nắng hoa ý, ý, ý. Dòng mường tiếng kinh tiếng mát tỏ tương ý, ý, ý. Trời bắt cảnh ngũ hồ ý, 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 ý. Dù lại về vui chơi ngàn mái ngàn bè ý, ý, ý. Dọn quán bán hàng ý, ý, ý. Rơi lạc đắc tiếng gió rừng sao sạt năm năm cánh anh dễ tiêu rừng núi vắng 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 nghe ý, ý, ý. Châu Giáng sinh trên đất cổ đông cuồng năm năm thân đi ngày bão giờ dần đi.
tân ninh. Ngày bao giờ dần dù nhau đi chim bay chỉ tìm đồng cua. Dọc sông Hồng gì giao nước chảy suối theo dòng cho tới màu á con tìm vào điện bầu đồng cua. Sông uốn khúc lượn quanh bàn là tín thư châu liêu tranh tái lá cột chạm rừng hoa đá rêu phong rừng văn tín thanh chim thương ngàn đông cuồng chim đi tuần quang ni ra đền hồ dâng lên tam bảo mười phương nghi đồ trì tay dâng nhang nghìn câu điện từ bi đi à à à. Bài sai đồ chiều lục cung đang ngân ngân ai vốn dòng sơn cha tình nghi tình mang chúc mang mang già mang che mang nữ có cực nam trà và y à à à. Hoàng lên cần đi thanh chúa tin trung vương đi à à à. Kim ngân đòi núi tiên dâng nón hải hình nốt nốt tươi đi thuyền bè xin nhân đây chớ hề đơn bạc độ cho thanh đồng được phúc lộc lâu dài đi à à. Soy soy vi mặt
đến đây, soi khắp núi rừng, soi khắp biển dương gian, soi khắp núi rừng, soi về ta đến đây. Anh đang tỏa chiếu soi đến đền đẹp làm sao? Anh đang tỏa chiếu lúc đi trong đền đẹp làm sao? Tôi làm mưa ngọn đuốc kia sáng tỏ xa gần đi, cúc vào là đất mà xẻ ra là trời, cúc vào là đất xẻ ra là trời. Chiều ngã vang tay tới để bạc sừng vàng, đem cho các ghế được giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang.
thế mà nhận 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 cái của cung tiến nhà ra lễ nhỉ. Thế mà Sơn Lâm Sơn Trang Thánh Bà tôi chứng đáng bản duyên, thế mà nhận cái lòng người Trần Gian nó, thế mà Thánh Bà tôi chẳng tiếc cái chi chi nhỉ. Thế mà trên đánh tiếng với cô nhòi cửa ông lớn bà lớn cửa Sơn Lâm ô. Thế mà Thánh Bà tôi cùng phủ chọn lên được yên ngôi chính vị ô, yên căn yên số yên sổ thiên đỉnh. Thế mà Thánh Bà tôi dùng cây rũ lộc cho Sơn Lâm Sơn Trang được lo lưng cơm mà lành cái tơm máu ô. Thế mà qua cái cơn loạn mà đoạn cái cơn đói ô. Thế mà cắt tóc làm tôi lối đời làm con. Thế mà trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy cửa đình thần bốn phủ. Thế mà cái họ Lê cấm được đơn sai ô. Thế mà một lòng một dạ của Thánh Bà tôi phụ phủ chứng tâm. Thế mà hai dạ hai lòng Thánh Bà tôi không buông tha ô. Tầng khe suối một bầu tiểu ra sóc trời ngàn quý chữ ngàn đào ý. Vào ra chơi bời thanh vắng lúc lúc lại im trời đi à. Thanh vắng lúc lúc lại im trời ngồi trên đỉnh núi cơn người hàng ca tình nghi tình tôi bố lại ca đi à. Thanh ra rồi đi tam cơ phải thiên thay hành vân hành vũ lạc dày gió mưa xa hồi cùng đủ nhang xa nhiệt pháp dư mông nguyên chư Phật hải hội tất xa văn đi xin biết tương gần nghi phương nhân chư Phật thiền toàn tân nam mô nhang cung dạng Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang cung dạng Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang cung dạng Bồ Tát hành giả hồi lục cung lương sắc phong nghi cho lục cung lương vốn dòng trần thì sinh nghi trên thường à. Thuần ý ba 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 chuyên
trần y công chúa xa miền làng xưa. Bác mộng chiều ra bốn trần thì điềm xa tinh tích tinh thì anh thư non ngàn mấy bạc nhờ như non ngàn mây bạc nhớ nhớ mùng mười tháng hạ đúng vừa tháng năm tròn bóng nguyệt đêm rằm khô tô xanh nhát hình tiên ngỡ cánh quỳ hương lầu lầu ngọc tuyết phô trương. Mười phương phúc lành đưa đến trần đường. Chúng dân thôn bàn điều lường bao ngây mắt sự sở cầu như ý so ngọc vàng phú quý nào hơn thọ nên ác đặt mấy cơn nghiệp. Thoát đi vừa tròn mười năm mình song thân những ân cần chăm sóc nết thương yêu gầm bắp lúa hoa một phen đào đầu phòng hoa xa nơi nào song thân những lòng đau ruột rồi gọi xa nhân thằng nghi lối lên đó tới nơi nghe tiếng thật hồn
tới nơi nghe tiếng thất hồn hổ gầm vượn hú chim muông thu rừng dân thôn bàn nề hãng hùng no sự mới bao nhau cứu chờ công đường chờ nhìn thấy chuyện phi thường nhìn thấy chuyện phi thường vói quỳ làm kiều hổ lăm lăm làm ngài vườn tông nhạc hiếu lai ca vũ đủ muôn loài cầm thú phục tâm bây giờ truyền tục sơn lâm thần tiên giáng thế sư dân ơn nhờ ngày nay nó ấm thanh bình ruộng nước non chiên che nắng che sương we'll be right back.
Ý ngay xin ai đi tìm cô nào thực ấy ai đem cung xà nhiều khi đâu là che xưa chẳng quản xa đường không ngại nước mây hôm nay loan xa về đây sớm lắm mồ sẽ được một cây lên rừng tương trai đầu đuôi mù dưới theo đồng thầy đi à.
năm qua ngàn đi lại vì đây dốc dốc cao mặt dốc nghi bằng qua ngàn lại vì đây hơn người trần gian sang khăn xề bóng cho đồng người đồng sang bóng linh linh nghi dốc một lòng không dám đơn sai trên theo vật thánh dưới theo đồng thầy trên theo vật thánh dưới theo đồng thầy thánh gian